Thanh Tùng kính gửi lời chào tái ngộ đến quý khán giả của Nét Việt TV. Chào mừng quý vị đến với tiết mục Hot News với Thanh Tùng. Hot News với Thanh Tùng nhà ngày hôm nay, chúng tôi có rất nhiều phần tin cần kể cho quý vị nghe. Và đây là những phần tin mà quý vị đang quan tâm. Thí dụ, câu chuyện liên quan tới việc sau khi Quốc hội vào sáng sớm của ngày thứ 5, 7 Tây tháng Giêng 2021 chính thức xác nhận người trở thành tổng thống kế tiếp của nước Mỹ là ông Joe Biden. Thì vài tiếng đồng hồ sau đó, đại diện cho Tổng thống Trump đưa ra bản tuyên bố cho biết Tổng thống Trump đồng ý chuyển giao quyền lực trong trật tự vào ngày 20 Tây tháng Giêng. Tuy nhiên, Tổng thống còn kèm theo một câu rằng là sẽ tiếp tục không đồng ý về kết quả bầu cử bởi vì đó là cuộc bầu cử gian lận. Chúng tôi sẽ kể quý vị nghe những câu chuyện liên quan tới hậu quả của cuộc nổi loạn diễn ra ngay tại tòa nhà Quốc hội vào ngày hôm qua là ngày thứ tư, giữa lúc các nhà lập pháp đang bắt đầu cho tiến trình kiểm đếm phiếu đại cử tri và xác nhận kết quả bầu cử. Cuộc nổi loạn vào ngày hôm qua thứ tư bị xem là một trong những vết nhơ cho nền dân chủ, cho nền cộng hòa của nước Mỹ. Nó trở thành một trong những lý do khiến cho rất nhiều các chính trị gia, kể cả bên trái lẫn bên phải, tả lẫn hữu, dân chủ lẫn cộng hòa đều bày tỏ sự giận dữ. Và hậu quả của nó, đây là những hậu quả trước mắt, đó là 4 người chết, cảnh sát bị thương 14 người. Rồi, con số người bị bắt tính cho đến giờ này ít nhất là 70 người. Kèm theo là tìm thấy 2 cái quả bom ống, kèm theo một khẩu súng dài, kèm theo là chất nổ để sẵn ở trong xe. Thanh Tùng sẽ kể chuyện cho quý vị nghe về tình hình hiện giờ ngay tại thủ đô Washington ra sao. Thông tin liên quan tới câu chuyện cũng là điểm nóng của nước Mỹ hiện nay, đó là lời kêu gọi, đặc biệt là từ phía của Hạ viện. Lời kêu gọi từ thủ lĩnh dân chủ tại Thượng viện là nghị sĩ Chuck Schumer kêu gọi kích hoạt tu chính án thứ 25 nhằm truất phế Tổng thống Trump ngay lập tức. Truất phế ngay lập tức với điều khoản thứ 25 là gì? Và liệu những lời kêu gọi này có trở thành hiện thực hay không? Thanh Tùng kể chuyện quý vị nghe. Vì nếu còn giờ nữa thì cái câu chuyện mà cả nước Mỹ đang nói ngày hôm nay đó là việc vào ngày hôm nay thứ năm, ngày 7 Tây tháng Giêng 2021, CEO tức là ông chủ của trang mạng truyền thông xã hội Facebook là Mark Zuckerberg thông qua bản tuyên bố cho biết rằng họ cấm vĩnh viễn tài khoản của Tổng thống Trump trên trang Facebook của họ, hoặc ít nhất là họ cấm cho tới hết nhiệm kỳ Tổng thống của ông Trump để tránh tình trạng xích động bạo lực thêm. Căn cứ vào đâu mà họ có hành động như vậy? Rồi, hàng loạt những câu chuyện nóng hổi trong ngày hôm nay Thanh Tùng lần lượt kể quý vị nghe. Tuyên trước hết, xin quý vị ít phút thôi cho Thanh Tùng giới thiệu với quý vị các thân chủ bảo trợ cho Hot News với Thanh Tùng vào giờ này. Xuân Vân Healthcare và Dược Thảo Toàn Chân, tòa lạc ở bên trong khu Paloma 3005 Silver Creek Road, mở cửa phục vụ các đồng hương từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều, 408-528-9297. Trong thời gian này, mua 2 sản phẩm mệnh Ado sẽ được tặng 1 và mua 400 đồng sẽ được tặng cây son không phai trị giá 27 đồng. Paloma Cafe tọa lạc trong khu Grand Century Mall, chuyên phục vụ các món ăn dân dã Việt Nam, 408-277-0922. Hiện bây giờ Paloma Cafe vẫn tiếp tục mở cửa và phục vụ quý vị những món ăn to go. DN Karaoke, quý vị muốn có dàn karaoke mới hoặc cũ, muốn đổi máy hư thành máy mới, xin gọi anh Đoan Nguyễn 408-223-2300 hoặc là vào trang nhà dnkaraoke.com. An Khang Mì Gia tọa lạc ở bên trong khu Vietnam Town San Jose, mở cửa từ 9 giờ sáng đến 7 giờ tối, đóng cửa thứ tư hàng tuần, 408-217-9496. Tổng thống Trump cam kết là sẽ có một cuộc chuyển giao quyền lực trong trật tự vào ngày 20 tháng Giêng, sau khi Quốc hội vào sáng sớm của ngày hôm nay thứ năm là ngày 7 tháng Giêng 2021 đã chính thức xác nhận kết quả của cuộc bầu cử tổng thống 3 tháng 11 vừa qua và giao chiến thắng đó cho ứng cử viên bên đảng Dân Chủ là ông Joe Biden. Việc xác nhận kết quả của Quốc hội diễn ra tại thủ đô Washington sau một ngày chứng kiến tình trạng nổi loạn và thậm chí là bạo lực
ngay trong tòa nhà Quốc hội, ngay bên trong tòa nhà Quốc hội. Và theo như thông tin chúng tôi có được thì lần này phó chánh văn phòng của tòa Bạch Ốc là Jen Scavino đã cho phổ biến một bản tuyên bố từ Tổng thống Trump trên trang Twitter của ông Jen Scavino, chứ không phải trên trang Twitter của Tổng thống. Lý do, tài khoản của Tổng thống Trump trên Twitter đã tạm thời bị khóa trong vòng ít nhất là 12 tiếng đồng hồ. Tài khoản của Tổng thống Trump trên Instagram cũng như trên Facebook đồng thời cũng bị khóa. Nếu có thời gian thì Thanh Tùng sẽ kể thêm quý vị cái câu chuyện khóa tài khoản của Tổng thống Trump. Bây giờ là nội dung của bản tuyên bố được đưa ra từ Tổng thống Trump như sau. Mặc dù tôi hoàn toàn không đồng ý với kết quả của cuộc bầu cử, với những dữ kiện từ đó, tuy nhiên sẽ có một cuộc chuyển giao quyền lực trong trật tự vào ngày 20 tháng Giêng. Bản tuyên bố viết tiếp, tôi đã luôn nói rằng chúng ta sẽ tiếp tục cuộc chiến để bảo đảm rằng những lá phiếu hợp pháp được đếm. Trong lúc điều này được xem như kết thúc của một nhiệm kỳ đầu tiên tốt đẹp nhất trong lịch sử tổng thống, thì đây chỉ là sự bắt đầu cuộc chiến của chúng ta nhằm làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Như vậy, qua nội dung của bản tuyên bố bằng tiếng Anh và Thanh Tùng lược dịch lại cho quý vị, để quý vị thấy rằng là câu chuyện sẽ chưa kết thúc. Một mặt, Tổng thống Trump miễn cưỡng sẽ phải chuyển giao quyền lực vào ngày 20 tháng Giêng. Nhưng mặt khác, ông đã tuyên bố rằng cuộc chiến không kết thúc và cuộc chiến này sẽ còn tiếp tục, là bởi vì ông vẫn tin rằng có gian lận trong kỳ bầu cử tổng thống vừa qua. Ông tiếp tục cuộc chiến và kêu gọi các ủng hộ viên của ông tiếp tục cuộc chiến nha quý vị. Đây mới là cái vấn đề khiến cho nhiều người chú ý, nhiều người quan tâm, là bởi vì với câu tuyên bố đó của tổng thống, người ta dự kiến rằng sẽ còn nhiều chuyện nữa để xem, nhiều chuyện nữa để chứng kiến trong những ngày tới. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu. Rồi, bây giờ quý vị nhớ là trong cái cuộc xuất hiện trước cái buổi tập hợp đông đảo ủng hộ viên dành cho mình ở bên ngoài tòa Bạch Ốc ngay tại thủ đô Washington vào sáng của ngày hôm qua thứ tư, chính Tổng thống Trump là người đã tuyên bố thứ nhất không đầu hàng, thứ nhì không bao giờ chấp nhận thua cuộc, và kêu gọi các ủng hộ viên của mình hãy tuần hành đến Điện Capitol, tức là tòa nhà Quốc hội. Đó chính là nơi ở bên trong vào thời điểm đó đang có một cuộc họp giữa các nhà lập pháp của lưỡng viện thuộc lưỡng đảng với sự chủ tọa của Phó Tổng thống Mike Pence, nhằm bắt đầu cho tiến trình kiểm đếm phiếu đại cử tri và xác nhận kết quả của cuộc bầu cử tổng thống vừa qua. Tổng thống kêu gọi người ủng hộ mình hãy tuần hành tới Điện Capitol. Và để rồi, chuyện gì xảy ra, cả thế giới đều đã chứng kiến. Đó là tình trạng mà những người ủng hộ cho Tổng thống, họ dắt theo cờ Trump, họ tràn vào bên trong Điện Capitol, họ đập vào cửa của Điện Capitol, họ đụng độ với cảnh sát, họ đập các ô cửa sổ. Tràn được vào bên trong rồi, hình ảnh là gì? Có người đã leo tới cái bục đứng nói chuyện dành cho Chủ tịch Thượng viện, vốn dĩ là nơi dành cho Phó Tổng thống Mike Pence. Họ đứng ở trên đó hiên ngang để cho ký giả báo chí chụp hình. Một tấm hình khác là cảnh có một người đàn ông vào được trong văn phòng làm việc của bà Nancy Pelosi, Chủ tịch Hạ viện, ngồi trên ghế gác cái chân lên trên bàn, và sau đó để lại một mảnh giấy với nội dung rằng là chúng tôi sẽ không thua bà đâu. Ngày hôm nay thì một nhà lập pháp báo cáo rằng là họ bị mất một cái laptop. Một số nhà lập pháp khác thì báo cáo văn phòng của họ đã bị quậy nát, hình ảnh bị đập vô tường, ghế bị lật tung. Họ dùng đúng chữ là vandalize, tức là họ phá hoại tài sản của tòa nhà Quốc hội vào ngày hôm qua. Và thưa quý vị, câu chuyện đã khiến cho các nhà lập pháp lúc đó họ đã phải ngưng cái tiến trình kiểm đếm và xác nhận kết quả. Một số nhà lập pháp đã phải chui xuống ghế để trốn,
một số khác được hướng dẫn xuống dưới hầm để di tản. Một số khác nữa đã phải chạy về văn phòng của mình, tức là khu vực của Hạ Viện, khóa cửa và trốn ở bên trong. Kết quả của sự kiện này ra sao? Thanh Tùng sẽ kể quý vị chi tiết hậu quả của sự kiện chuyện trước mắt người chết, người bị thương, người bị bắt sau ít phút quảng cáo. Mời quý vị nhớ đón xem. Thanh Tùng kính gửi lời chào tới ngồi đến quý khán giả của Netflix TV. Chào mừng quý vị quay trở lại với tiết mục Hot News với Thanh Tùng. Hot News với Thanh Tùng ngày hôm nay chúng tôi mang đến quý vị những phần thông tin cập nhật liên quan tới việc hồi bản tin đầu tiên là Tổng thống Trump đã đồng ý chuyển giao quyền lực trong trật tự vào ngày 20 tháng Giêng. Tuy nhiên, Tổng thống tuyên bố là cuộc chiến vẫn còn tiếp diễn. Còn ở phần này thì Thanh Tùng sẽ kể quý vị nghe hậu quả của những cuộc tràn vào tòa nhà Quốc hội từ các ủng hộ viên của Tổng thống Trump. Cuộc nổi loạn đó đã bị chỉ trích nặng nề và gây hậu quả ra sao, cũng như thông tin liên quan tới việc mà bây giờ một số các vị dân biểu, nghị sĩ, dân chủ lẫn bên Cộng Hòa đang kêu gọi kích hoạt tu chính án thứ 25 nhằm truất phế Tổng thống Trump ngay lập tức. Liệu chuyện này có xảy ra được hay không? Tin liên quan tới tài khoản của Tổng thống Trump đã bị khóa chẳng những tại Twitter mà tại Facebook và Instagram. CEO của Facebook là Mark Zuckerberg nói gì? Trước hết, trước khi kể chuyện quý vị nghe, cho Thanh Tùng giới thiệu với quý vị các bảo trợ cho chương trình Hot News với Thanh Tùng vào giờ này. Đó là Angel Beauty, tòa lạc bên trong của thương xá Grand Century Mall, đầy đủ các sản phẩm về dược thảo và mỹ phẩm. 408-417-8638. Văn phòng thuế vụ Hằng Lê chuyên khai thuế cá nhân, hùng hợp thuế công ty, thuế thương mại và thuế nhân viên. Thế mà văn phòng thuế vụ Hằng Lê đang giúp cho bà con của mình ghi danh để được hưởng số tiền 5.000, 15.000 hoặc là 25.000 tiền grant từ tiểu bang Cali dành cho quý vị tiểu thương. Quý vị cần giúp đỡ liên lạc ngay với văn phòng thuế vụ Hằng Lê, 621 Tolley Road, San Jose, phòng A125 kế bên cạnh Hồng Minh Travel, 408-279-5843. Nhà hàng phở 90 độ ở ngay mặt tiền của thương xá Việt Nam Town, San Jose, và ngay bên trong khu shopping Redmond Mipitas vẫn mở cửa phục vụ những món ăn mà quý vị ưa thích qua dạng to go. Phở 90 độ ngay mặt tiền của Vietnam Town San Jose, 408-993-9090. Phở 90 độ trong khu shopping Redmond Mipitas, lối vào kế bên Marshall, 408-945-6693. Hồi nãy ở phần 1, Thanh Tùng có nói với quý vị là Tổng thống Trump đồng ý chuyển giao quyền lực vào ngày 20 tây tháng Giêng một cách trật tự, một cách êm thấm. Sự việc đó xảy ra ngay sau khi ở vào khoảng 3 giờ 42 phút sáng theo giờ miền Đông, tức là khoảng 12 giờ 42 phút sáng theo giờ của Cali. Thì lúc đó đó, ông Mike Pence với tư cách là chủ tịch thượng viện đã gõ búa và chính thức xác nhận kết quả bầu cử năm nay, phần thắng là thuộc về ông Joe Biden. Sự việc này diễn ra sau khi mà Quốc hội nối trở lại phiên họp vào tối ngày hôm qua, sau khi đã phải ngưng trệ khoảng 6 tiếng đồng hồ vì các cuộc nổi loạn của những ủng hộ viên ủng hộ cho Tổng thống Trump. Buổi tối khi trở lại thì các nhà lập pháp họ bày tỏ sự giận dữ vô cùng khi mà họ nhìn thấy chính họ lại là nạn nhân của những cuộc bạo loạn như vậy ở ngay tòa nhà lập pháp mà nó quyền lực hàng đầu của nước Mỹ. Tấn công vào tòa nhà Quốc hội, nó không đơn giản chỉ là tấn công vào nơi làm việc của các nhà lập pháp, mà tấn công vào tòa nhà Quốc hội đó là tấn công vào nước Mỹ, tấn công vào nền tảng của tự do, tấn công vào nền Cộng hòa của nước Mỹ. Và đó là điều không thể chấp nhận được dù diện dẫn với bất kỳ một lý do nào. Đó là lý do vì sao mà quý vị thấy một số các nhà lập pháp Cộng hòa ban đầu họ có ý định là phản đối kết quả bầu cử. Thí dụ Thanh Tùng chỉ ra như trường hợp của bà nghị sĩ Kelly Loeffler bên tiểu bang Georgia. Bà này mới vừa thua cuộc trong cuộc kỳ bầu cử ở tiểu bang Georgia. Bà có tuyên bố buổi tối khi vừa nhóm họp lại, bà có nói, bà nói rõ ràng là buổi sáng khi tôi tới đây, trong đầu tôi là phải phản đối kết quả bầu cử cho bằng được. Nhưng sau khi tôi chứng kiến những gì xảy ra vào ngày hôm nay, cuộc bạo loạn xảy ra ở ngay tòa nhà này, Tôi đổi ý kiến, tôi không phản đối nữa. Và bây giờ lá phiếu của tôi là xác nhận kết quả bầu cử. Chưa kể lời tuyên bố của ông nghị sĩ Lindsey Graham, đồng minh thân tín của Tổng thống Trump. Ông này là đồng minh rất là thân tín, binh vực cho Tổng thống Trump rất nhiều trong 4 năm vừa qua.
Ông tuyên bố đúng, tôi với Tổng thống Trump rất thân với nhau, chúng tôi sẽ chia với nhau một hành trình dài. Nhưng enough is enough. Đủ rồi. Và quý vị biết, kể cả nghị sĩ Mitch McConnell, thủ lĩnh hàng đầu Cộng hòa, cũng lên tiếng. Chúng ta đã chứng kiến một cuộc nổi loạn và họ đã thất bại. Họ đã thất bại. Chúng ta chưa bao giờ khuất phục trước sự đe dọa. Và chúng ta sẽ không khuất phục. Đêm nay chúng ta có mặt ở đây để làm tròn nhiệm vụ của mình. Đó là lý do suốt đêm ngày hôm qua, Quốc hội đã ở lại cho tới gần 4 giờ sáng để làm sao xác nhận được kết quả bầu cử. Nhiều tiểu bang đã bị phản đối, trong đó có gì? Trong đó có Arizona, trong đó có Georgia, trong đó có Nevada và trong đó có Pennsylvania. Nhưng chỉ có 2 tiểu bang là bị lôi ra tranh luận để bỏ phiếu lại, đó là ở bên Arizona và Pennsylvania. Riêng Arizona thì hạ viện họ bác bỏ việc phản đối, còn ở bên tiểu bang Pennsylvania, khoan nói bên hạ viện là dân chủ kiểm soát, Tân Tùng nói về thượng viện cho Cộng hòa kiểm soát thôi. Khi đem ra bỏ phiếu có gì, 100 vị nghị sĩ, chỉ có 7 vị nghị sĩ Cộng hòa là phản đối kết quả bầu cử ở Pennsylvania thôi. 93 vị nghị sĩ Cộng hòa phản đối cái nỗ lực mà chống lại kết quả bầu cử này. Chứ khoan nói ở bên hạ viện, chỉ nói thượng viện mà thôi, nếu quý vị có theo dõi. Rồi, bây giờ đây là những con số chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị nối tiếp theo sau cuộc bạo loạn xảy ra ở tòa nhà Quốc hội vào ngày hôm qua, tòa nhà liên bang nha. Cảnh sát của thủ đô Washington cho biết vào ngày hôm nay thứ năm ngày 7 tháng Giêng 2021 đó, 4 người chết. Trong cuộc bạo loạn nó có 4 người chết, trong đó có một người phụ nữ đến từ thành phố San Diego của tiểu bang Cali. Bà này là một thành viên trong lực lượng không quân. Ngày xưa bà là thành viên trong lực lượng 14 năm trong lực lượng không quân. Năm nay chỉ có 37 tuổi thôi. Rất xinh đẹp. Bà ủng hộ ông Trump tới cùng. Bà có mặt trong đoàn người xông vào tòa nhà của liên bang và bị cảnh sát của tòa nhà Quốc hội liên bang bắn chết. Ba người còn lại không phải bị bắn, mà họ bị chết vì những lý do liên quan tới sức khỏe. Họ dùng chữ rằng là medical emergency. Rồi, đó là 4 người chết nha quý vị. 4 người chết. Rồi, 70 người bị bắt, ít nhất 70 người đã bị bắt. Tính cho đến sáng của ngày hôm nay tới năm, vi phạm vào nhiều điều khoản khác nhau, xâm phạm vào tài sản quốc gia, vi phạm vào lệnh giới nghiêm của thủ đô Washington. Ngoài ra là khoảng 14 nhân viên cảnh sát bị thương, trong đó có 2 nhân viên cảnh sát bị thương trầm trọng và bị gãy xương trong lúc đang cố gắng để giữ trật tự cho tòa nhà liên bang. Ngày hôm qua thì thủ đô Washington đã giới nghiêm từ 3 giờ chiều cho đến từ 6 giờ chiều đến 6 sáng hôm nay. Bây giờ tình trạng đó, khẩn cấp đó sẽ còn kéo dài trong vòng 15 ngày nữa, tức là kéo dài cho đến khi mà ông Joe Biden nhậm chức. Rồi, đó là thông tin chúng tôi. Ngoài ra thưa quý vị, theo lời của cảnh sát thủ đô Washington thì họ tìm được 2 quả bom ống ngay bên trong tòa nhà của Quốc hội ngày hôm qua. Họ tìm thấy một cái chiếc xe đậu ở ngay khuôn viên của tòa nhà Quốc hội, mà trong đó họ có một cái thùng đá, một cái cooler. Mở cái cooler này ra có một khẩu súng dài kèm theo chất nổ giấu trong đó và 2 khẩu súng hơi. Nên qua câu chuyện này quý vị thấy rằng là đây rõ ràng là chuyện đã được lên kế hoạch từ trước, chứ nó không đơn giản chỉ là sự bộc phát về cảm tính của đám đông giận dữ. Nếu chỉ bộc phát thôi, mang súng theo làm gì trong cuộc biểu tình, mang súng, mang chất nổ thì làm gì khi tấn công vào tòa nhà Quốc hội liên bang. Rồi, bây giờ quay sang với cái câu chuyện mà cho tới giờ này thì ông Chuck Schumer, lãnh tụ khối thiểu số dân chủ tại Thượng viện, lên tiếng kêu gọi Phó Tổng thống Mike Pence là hãy kích hoạt tu chính án thứ 25 để loại Tổng thống Trump ra khỏi tòa Bạch Ốc, để đưa Phó Tổng thống Mike Pence thay thế vào vị trí Tổng thống trong giờ phút này. Như vậy thì tu chính án 25 nói cái gì? Đơn giản thưa quý vị, tu chính án 25 nói rằng là một khi một vị Tổng thống đương nhiệm mà vì lý do nào đó thể chất và tâm thần không đủ để có thể điều hành được công việc hoặc không xứng hợp, thì Phó Tổng thống sẽ là người kích hoạt tu chính án 25 lên thay. Thì đây, hiện bây giờ cái lời kêu gọi kích hoạt tu chính án thứ 25 mỗi ngày đang nhận được thêm những lời ủng hộ, không chỉ ở bên dân chủ mà kể cả ở bên Cộng hòa luôn. Ở bên Cộng hòa cũng đồng ý luôn. Thì cái tu chính án đó cho phép vị Phó Tổng thống được quyền là triệu tập hoặc là hội đồng nội các với sự ủng hộ đa số của hội đồng nội các, hoặc
sự ủng hộ đa số của Quốc hội thì Phó Tổng thống có quyền để loại Tổng thống ra, thay thế cho Tổng thống ở vị trí là Tổng thống đương nhiệm. Tuy nhiên, thưa quý vị, vấn đề ở chỗ là cái nhiệm kỳ của Tổng thống Trump từ bây giờ mà cho tới ngày 20 tháng Giêng nó còn lại có 2 tuần. Bắt đầu cho tiến trình luận tội và truất phế Tổng thống Trump, liệu nó có thích hợp trong thời gian này hay không? Câu hỏi được đặt ra, những người mà đồng ý cái việc luận tội và truất phế họ nói rằng là dù không kịp, chúng tôi vẫn làm. Là bởi vì Tổng thống Trump không nên ở vai trò là vị Tổng thống của quốc gia Hoa Kỳ một ngày nào nữa. Bởi vì để tránh tình trạng đổ máu sẽ còn có thể xảy ra từ bây giờ cho đến ngày nhậm chức ông Joe Biden, chúng tôi muốn ông Trump phải bị truất phế ngay lập tức. Và nếu Phó Tổng thống Mike Pence không làm, thì Hạ viện do Đảng Dân Chủ kiểm soát, họ sẽ ra tay. Họ nói là nếu ông Mike Pence không làm, họ sẽ làm luận tội và truất phế Tổng thống. Chúng ta sẽ chờ xem trong những ngày tới chuyện này có xảy ra hay không. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị dành cho tiết mục Hot News với Thanh Tùng vào ngày hôm nay. Quý vị xem lại tiết mục này ở trên YouTube. Khi gõ chữ Hot News với Thanh Tùng, nhớ bấm like, cho em cái like sau khi xem xong. Rồi nhớ subscribe, lần sau mình còn xem tiếp. Quý vị bảo trợ tiết mục này trên TV phát hình tại vùng Bay Area. Gọi số điện thoại đang hiện trên màn hình đang có chương trình promotion cho quý vị. Giữ sức khỏe nha quý vị. Thanh Tùng hẹn gặp lại quý vị tiết mục này vào ngày mai.